Học từ đầu.com xin giới thiệu bài học về biến trong lập trình. Ở đây thì tôi sẽ giới thiệu những cái khái niệm ví dụ như biến hay còn gọi trong tiếng Anh là var hoặc là variable, tức là có thể biến đổi được. Và những khái niệm gắn liền với biến ví dụ như là giá trị của biến hoặc là phép gán hoặc còn có một cái phép tổng quát hơn là phép set. Hoặc là chúng ta dùng biến, ví dụ như xem biến có giá trị bằng bao nhiêu hoặc là lấy biến để đưa vào cái khác. Tôi cũng giới thiệu khái niệm hàm có sẵn và những khái niệm khác, ví dụ như là nhập và xuất, hay còn gọi tiếng Anh là input và output. Để mà minh họa thì tôi sẽ sử dụng hầu hết những cái ngôn ngữ lập trình phổ biến. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy là ngôn ngữ JavaScript, ngôn ngữ PHP, ngôn ngữ Visual Basic, C Sharp, ngôn ngữ C hoặc còn gọi là ngôn ngữ C đấy, đọc theo tiếng Anh là C, C cộng cộng hoặc là C plus plus hoặc là Java. Đây là những cái ngôn ngữ lập trình mà rất phổ biến. Tất nhiên là còn rất nhiều cái ngôn ngữ khác, thế nhưng mà tôi minh họa bằng từng này ngôn ngữ là nó khá nhiều rồi và nó bao quát rất là nhiều thứ rồi. Thế còn có một số bạn hỏi là tại sao tôi không dạy một ngôn ngữ thôi mà lại dạy cùng một lúc cả một đống ngôn ngữ như thế này, bởi vì tôi muốn chứng minh là lập trình nó là chung thôi, tất cả mọi cái ngôn ngữ nó đều có điểm chung hết. Và nếu mà ở cái góc độ cơ bản thì ngôn ngữ nào cũng giống nhau. Thế nhiều bạn cứ hỏi tại là học C hơn hay học C Sharp hơn hay học Java hơn hay JavaScript hơn, PHP hơn, thì nói chung cái khái niệm đây là hơi thừa, bởi vì thực tế mà người lập trình người ta học được một cái ngôn ngữ này thì có thể học được ngôn ngữ khác. Và nhất là lúc đầu tiên thì nó rất là giống nhau, chỉ có các hệ thống hàm, hệ thống đối tượng của chúng là nó khác nhau và đòi hỏi học mất nhiều thời gian thôi. Chứ còn nếu như để hiểu sơ lược về một cái ngôn ngữ lập trình thì thường đã biết một ngôn ngữ rồi học một ngôn ngữ khác thì rất là nhanh. Đấy, thì đây là một cái môn chung mà tôi dạy tất cả. Cũng có một số bạn là có hỏi là thế học lập trình có cần phải biết tất cả những ngôn ngữ này không, hoặc là thêm học thêm biết thêm mấy chục ngôn ngữ khác không. Ví dụ như tôi biết rất nhiều cái ngôn ngữ, nhưng mà đấy là chỉ là sở thích thôi, và đồng thời tôi muốn so sánh và chứng minh là chúng tương tự nhau. Còn trên thực tế bạn biết một ngôn ngữ cũng chẳng sao, có nhiều người biết một ngôn ngữ, ví dụ họ chỉ lập trình ngôn ngữ C thôi, họ cũng làm những cái chức vụ rất là cao và kiếm được rất là nhiều tiền, chứ không nhất thiết là phải biết tất. Đây là vấn đề sở thích và đây là vấn đề vì tôi là một giáo viên, tôi muốn dạy nhiều cái ngôn ngữ và so sánh để cho các bạn thấy thôi. Đấy, thì trong lập trình thì cái khái niệm đầu tiên và quan trọng nhất bạn cần phải nắm được đó là khái niệm về biến. Thế thì biến trong lập trình nó là cái gì? Thì ở đây trước khi đi vào biến thì tôi có thể nói sơ qua là biến trong lập trình nó là một khái niệm dùng để lưu trữ những cái giá trị. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng một số cái điển hình của biến là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy như là a bằng 1 hoặc là b bằng a cộng 5 chẳng hạn, vân vân. Thì biến thì có một số ngôn ngữ lập trình thì phải khai báo, còn một số ngôn ngữ thì không. Như các bạn nhìn thấy ở đây thì có thể JavaScript thì chúng ta có thể khai báo var a là khai báo biến a, hoặc là chúng ta không cần khai báo mà chúng ta thực hiện luôn cái phép gán, ví dụ như a bằng 1 được. PHP thì không cần thiết, PHP thì chúng ta không khai báo, chúng ta cứ viết luôn a bằng 1 cũng được, nhưng mà trong PHP thì chúng ta phải thêm đô la a, bởi vì bắt buộc các cái biến trong PHP phải thêm cái đô la vào đó. Đấy. Ở đây tôi có thể giới thiệu thêm ngôn ngữ là ngôn ngữ Pascal, là một cái ngôn ngữ cũng khá là phổ biến. Thế thì ngôn ngữ như là PHP hoặc là Visual Basic hoặc JavaScript thì chúng ta nếu mà chúng ta mới học lập trình chúng ta có thể không cần phải khai báo. Thế nhưng mà trong một số cái ngôn ngữ khác như là C Sharp, C, C cộng cộng, Java và Pascal là chúng ta phải khai báo kiểu biến. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái ngôn ngữ như là C Sharp, C, C cộng cộng và Java thì chúng ta có thể gộp chung nó thành một cái ngôn ngữ mà chúng ta có thể dùng với lại các cái ngôn ngữ gọi là C-like, tức là nó gần gần giống C. Những cái ngôn ngữ này đều có cái cách khai báo giống hệt nhau, có đúng không nào? Và ở đây chúng ta đều dùng cái a bằng 1 như này hết. Ở riêng Pascal thì chúng ta sẽ dùng a 2 chấm bằng 1.
Đó thì ở đây chúng ta sẽ đi vào vấn đề là biến và giá trị. Thế thì ở đây để mà tưởng tượng, chúng ta có thể tưởng tượng như là biến nó là những cái hộp, những cái lọ để mà đựng những cái giá trị. Để mà tưởng tượng thì tôi thấy tốt nhất các bạn lên được minh họa bằng cách một cái biến là được minh họa bằng một cái cục như thế nào. Ví dụ đây là biến A, tên của cái hộp này là A. Và trong cái hộp phải đựng cái số 1. Đó, thì đây là A bằng bằng 1. Còn tất nhiên có thể có biến B mà trong cái biến B nó lại chứa một cái thứ khác, ví dụ như một cái biến khác tên là B. Đấy. Và trong cái hộp này lại đựng một cái giá trị, ví dụ như là chào chẳng hạn, hoặc là học từ đầu vân. Tức là biến nó giống như một cái hộp, và trong cái hộp đấy có thể đựng những thứ khác nhau. Tất nhiên nếu chúng ta học trong lập trình C thì nó còn có cái khái niệm phức tạp hơn, đó là địa chỉ của cái hộp đấy. Ví dụ hộp đấy để trong ngăn kéo hay hộp đấy để ở ngoài nhà vân vân. Nếu mà chúng ta đi vào cái vấn đề địa chỉ của biến thì nó sẽ có cả cái con trỏ đó. Nhưng mà để đơn giản ở đây chúng ta không quan tâm tới cái đó, chúng ta chỉ có thể hiểu là biến là giống như một cái hộp. Thực tế thì biến nó là một cái vùng nhớ nằm ở trong RAM ấy. Ví dụ như thế, nhưng mà chúng ta cũng không cần quan tâm tới cái đấy vội, mà chúng ta chỉ cần biết là biến là một cái thứ dùng để đựng một cái giá trị như thế nào đó. Thế thì khai báo biến thì có một số cái ngôn ngữ là không cần phải khai báo biến. Ví dụ như là một số ngôn ngữ khai báo, đây chúng ta có thể tưởng tượng là giống như kiểu chúng ta khai báo với công an phường ấy. Nếu có một số cái địa phương thì không pháp luật, đúng không, là ai thích đến thì đến, không cần phải khai báo. Có một cái số địa phương thì khi mà xuất hiện thì phải khai báo tôi có mặt. Còn có một số địa phương thì không những phải khai báo tôi có mặt mà còn phải khai báo thậm rõ ra là tôi là công an hay tôi là bác sĩ hay tôi là cái gì đấy. Ngôn ngữ thì có cần khai báo, đúng không? Có thể khai báo nhưng mà không cần khai báo tường minh. Ví dụ như là JavaScript hoặc là Visual Basic, một số ngôn ngữ thì phải khai báo rõ biến và kiểu biến. Tí chúng ta sẽ làm quen cái động kiểu biến. Ví dụ như là C này, C Sharp, rồi thì Java, thậm chí Pascal là những cái ngôn ngữ phải khai báo rõ kiểu biến. Đấy, thế thì biến thì nó có khái niệm là giá trị. Ví dụ như chúng ta khi mà chúng ta viết là A bằng 5 chẳng hạn, thì chúng ta viết như thế này, thì ở đây A là biến, là tên của cái biến đấy. Thế còn 5 là cái giá trị của cái biến đấy. Nếu mà chúng ta viết A bằng học từ đầu chẳng hạn, đó, thế thì A là tên của biến. Còn cái nháy học từ đầu nháy, thì chúng ta sẽ giải thích tại sao phải có nháy, là giá trị của cái biến. Thế thì phép gán là cái dấu bằng. Dấu bằng ở đây không phải là dấu bằng toán học. Có một số ngôn ngữ như là Pascal thì người ta dùng hai chấm bằng để thể hiện phép gán. Nhưng mà đa số các công cụ lập trình dùng dấu bằng. Bằng ở đây không phải là bằng, bằng ở đây là gán. Các bạn phải lưu ý cái điều đấy. Đôi khi nó được gọi là set, tức là chúng ta thiết lập giá trị cho một cái biến. Ở đây chúng ta có thể viết là A bằng 1, nhưng mà chúng ta không thể viết 1 bằng A. Đấy, chúng ta viết như thế này thì là sai. Bởi vì máy tính nó hiểu là A bằng 1 và 1 bằng A là hai cái lệnh khác nhau. A bằng 1 tức là chúng ta gán 1 cho giá trị A. Bên tay trái bao giờ cũng là tên biến, còn bên tay phải là cái giá trị. Nếu mà chúng ta viết 1 bằng A thì họ sẽ hiểu là 1 là tên biến, mà tên biến thì ở đây không được phép là một số. A ở đây nó cũng không hiểu là giá trị, mà A nó hiểu là tên của một cái biến khác.
Đấy, cho nên nếu mà chúng ta viết B bằng A thì được, bởi vì B là một cái tên biến, còn A là một cái tên của một cái biến khác. Đấy, cũng như thế, nếu mà chúng ta viết học từ đầu mà bằng A chẳng hạn thì cũng là sai. Thì cái nguyên nhân đấy nó liên quan đến một cái việc gọi là nguyên tắc đặt tên của biến. Mỗi một cái ngôn ngữ lập trình nó có một cái nguyên tắc riêng, thế nhưng mà cái nguyên tắc chung của các cái biến thường là như sau: bắt đầu bằng chữ cái và không được, tức là không được bắt được bắt đầu bằng số, không có dấu cách ở giữa và thường là không chứa các ký tự đặc biệt. Một số cái ngôn ngữ như là PHP thì thường phải bắt đầu bằng một cái ký tự quy ước. Tức là ở đây tôi có thể bắt đầu bằng một cái ký tự nào đó, ký tự quy ước. Ví dụ như trong PHP thì sao? Thì là mọi cái biến đều bắt đầu bằng cái đô la ở phía trước. Ví dụ đô la A, đô la B1. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy ngay là ví dụ tên biến là A là đúng này. Tên biến là học từ đầu cũng đúng. Đấy, thế nhưng mà tên biến không thể, tên biến là đây, từ từ thêm một số ví dụ đúng nữa, A1 cũng đúng này. Đấy, hoặc là tên biến là giá trị 1 cũng đúng. Đấy, tên biến không được trùng với các cái từ khóa. Ví dụ như có một số người đặt tên biến là 1 thì là sai. À, 1A cũng là sai. Hoặc tên biến là học dấu cách từ, dấu cách đầu cũng là sai, bởi vì nó có dấu cách học từ cũng là sai luôn. Đấy, rồi thì tên biến là học từ đầu mà có dấu nháy cũng sai vì nó có gì đặc biệt. Tên biến bằng những cái thứ loằng ngoằng như này cũng sai. Đấy. Tên biến mà bằng những cái như là do, while, if cũng sai, bởi vì đây là những cái từ khóa mà ngôn ngữ lập trình nó đã quy ước dùng để những cái lệnh rồi, chúng ta phải thuộc một cái bảng những cái từ mà không được phép đặt. Giống như Phạm Húy hồi xưa dân là không được phép đặt tên trùng với tên vua ấy. Chứ thì đấy cũng vậy, có một số cái từ khóa mà chúng ta không được phép dùng để đặt tên biến. Thì đây là một số cái quy ước chung. Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy là trong cái phép mà như thế này chẳng hạn, B bằng A, thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà cái A mà viết ở bên tay phải như thế này thì nó khác với, ví dụ như chúng ta viết A bằng 1 thì tức là gán 1 cho A. Thế còn nếu mà chúng ta viết B bằng A, tức là ở đây chúng ta đã dùng đến cái biến A và người ta có thể gọi đấy là phép ghép, tức là chúng ta lấy ra giá trị của cái biến A để mà chúng ta dùng. Đấy, hoặc là tương tự như vậy, chúng ta C này bằng với A cộng B, thì ở đây chúng ta đã xét cái giá trị C bằng, chúng ta ghép cái giá trị A thì và chúng ta ghép cái giá trị B. Đấy, tóm lại là xét ghép thực tế là gì nhỉ, là cái phép đơn giản nhất đó chính là phép gán và chúng ta lấy cái giá trị ra để mà chúng ta dùng thôi. Ví dụ như đây chúng ta gán A bằng 2, ở đây chúng ta gán B bằng 3 và chúng ta xét cái C bằng ghép cái A thì A đây bằng 2. Chúng ta lại ghép cái B thì ở đây B bằng 3. Thế thì ở đây có thể suy ra là C bằng 3. Tất nhiên trong cái trường hợp A bằng 1 mà B bằng HTD thì hai cái này không thể cộng với nhau được, có đúng không nào? Nhưng mà nếu như mà B mà bằng 2 chẳng hạn. Thế mà nếu như chúng ta có một cái biến C mà biến C đây có thực hiện cái lệnh là bằng A cộng B, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái giá trị là 3. Thực chất thì cái việc lập trình cũng không phải lúc nào cũng liên quan đến toán học, nhưng mà đôi khi nó liên quan đến toán học, nhất là toán học cũng liên quan nhiều đến cái sự ra đời của các cái ngôn ngữ lập trình. Thì đó là cái quá trình mà chúng ta gọi là cái quá trình reset. Thế còn nhập dữ liệu, tức là chúng ta lấy cái dữ liệu vào. Nhập thì mỗi một cái ngôn ngữ nó có một cái cách nhập khác nhau và một cái cách xuất khác nhau.
Đây, tôi giới thiệu một số cái cách nhập nhé. Ví dụ như trong JavaScript mà chúng ta muốn nhập thì chúng ta phải có một cái thẻ, ví dụ như A hoặc là một cái thẻ gì đó, bất kỳ tên bất kỳ nhá, ví dụ như sơ. Đấy, và chúng ta đưa cái giá trị vào, nhưng mà thường cái mà phổ biến nhất là chúng ta hay dùng là input ID bằng một cái biến A chẳng hạn. Đó, thế thì ở đây khi mà chúng ta dùng cái lệnh document.get element by id a.value thì chúng ta có thể lấy được cái giá trị của cái a kia ra. Trong PHP thì chúng ta trong HTML chúng ta phải viết khác một chút input, nhưng mà chúng ta không dùng id mà chúng ta dùng name. Thì ở đây chúng ta có thể dùng post hoặc gọi là get, ví dụ như post à, hoặc là get à, hoặc là chúng ta cũng có thể dùng một cái cách khác là cái này là request. Ở đây chúng ta PHP request. Đó. Thế thì đấy là một cái cách làm nó hơi phức tạp hơn một chút. Nó tổng quát hơn. Đây là cái cách nhập trong JavaScript và PHP. Trong một số cái ngôn ngữ khác, tôi ví dụ như một cái số cái ngôn ngữ như là ngôn ngữ C chẳng hạn, thì nó sẽ có cái cách nhập tương đối khác một chút. Ví dụ như là C thì họ có thể dùng những cái lệnh như là scan, scanf, csap, đấy, hoặc là ví dụ như C. Hoặc là trong Java hoặc là trong Pascal nó có một cái lệnh read chẳng hạn, hoặc là read len. Hoặc là C cộng cộng nó có một lệnh cin. Đó thì chúng ta ví dụ như là để nhập vào biến x này, trong Pascal read x. Đấy chính là cái cách để mà chúng ta đưa vào một cái biến. Đây, trong trong ngôn ngữ ở đây, ví dụ như chúng ta nhập vào một cái biến y chẳng hạn, thế thì trong này trong C nó sẽ làm cái dạng như sau. Đó. Ở đây phần trăm d tức là người ta ý là muốn phải nhập vào một cái số à, còn và y tức là chúng ta nhập vào cái biến theo cái giá trị y, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn nhập a thì ở đây không phải y nữa mà chúng ta phải đây là a, chúng ta sẽ nhập vào cái giá trị cho biến a. Nhập tức là gì? Tức là chúng ta nhập vào từ bàn phím. Thế thì chúng ta có thể minh họa luôn bằng cách viết vào đây chẳng hạn. Nếu mà tôi chưa chỉ minh họa với JavaScript thôi, bởi vì cái đây nó có link demo, còn nếu như với những cái ngôn ngữ khác thì các bạn là tự tìm cách input đi bằng à. Chúng ta có thể viết là lấu cách và gạch cũng được, mà không viết cũng được. A bằng document.get element by id a chấm value. Đấy, mà ở đây là tôi dùng cái id cũng là a mà tên biến cũng là a. Ở đây tôi có thể đặt tên biến là khác, tên biến là b cũng được. Đấy, hai cách đều được cả.
Thì đấy chính là khái niệm về chúng ta nhập một cái biến, tức là chúng ta nhập nhập vào, ví dụ như đây chúng ta thấy một cái nhập vào a bằng 4 chẳng hạn, đấy thì đấy chính là nhập 4 5. Đây ạ. Nhưng mà nhập ra rồi thì chúng ta chỉ có thể tưởng tượng trong đầu là cái biến đấy nó bằng 5 thôi. Ví dụ như ở đây chúng ta nhập vừa rồi chúng ta cho cái giá trị này bằng 5. Đấy, thế thì ở đây chúng ta thấy rằng cái input cái B này nó sẽ bằng 5. Tuy nhiên nó bằng như thế nhưng mà chúng ta chỉ có thể tưởng tượng trong đầu thôi, còn trên thực tế ở trong máy nó bằng 5 nhưng chúng ta không dám chắc 100%, không nhìn chúng ta không nhìn thấy được và không đưa cho người khác xem được. Thế thì nếu như mà chúng ta muốn mà nhìn thấy, muốn cho người khác xem thì nó liên quan đến khái niệm về xuất. Đấy, xuất tức là chúng ta đưa ra cho người khác xem. Thế thì để hiểu về xuất thì chúng ta phải hiểu khái niệm hàm có sẵn, built-in function. Ở đây ví dụ như lúc nãy chúng ta đã thấy một số cái built-in function rồi, ví dụ như ở đây scanf chẳng hạn như thế, hoặc là document.getElementById, đấy chính là những cái built-in function, tức là những cái hàm nó có sẵn của máy tính và chúng ta chỉ việc thuộc lòng thôi. Còn tại sao họ làm thế kệ, không cần hiểu, chúng ta chỉ cần biết à chúng ta có một cái tên là scanf, chúng ta có một cái tên là document.getElementById, nó có cái tác dụng như thế, tác dụng là đọc từ biến nhập vào và từ bàn phím vào, hoặc là chúng ta xuất ra cho mọi người xem. Đấy, thế đấy là chính là cái khái niệm về built-in function, tức là những cái hàm có sẵn. Thế thì xuất nó cũng có những cái hàm có sẵn. Ví dụ như trong JavaScript thì xuất chúng ta có thể có nhiều cách. Một là chúng ta cũng dùng chính cái hàm này cũng thể dùng để xuất được. Ngoài ra chúng ta có một số cách khác, ví dụ như alert. Ví dụ như tôi alert A chẳng hạn. Đấy nhá, thế thì ở đây chúng ta ví dụ nhá. Chúng ta ví dụ là có một cái phím khác input type bằng button. Rồi thì on click tức là khi click chuột bằng. Đấy, chúng ta alert ra cái biến A, hoặc là chúng ta copy cả các lệnh lên trên. Chúng ta chấm phẩy vào cuối cái này để đúng nháy, không chấm phẩy ra ngoài được. À, chúng ta bấm nó ra 5, chúng ta bấm 7, 8 nó ra 8, đó. Thì đây là phép gán, còn đây là phép chúng ta xuất ra cái giá trị của một biến. À, cái lệnh trong JavaScript thì nó hơi phức tạp một chút. Nhưng mà chúng ta biết đủ nó phải như cái lệnh vừa rồi, đúng không nào? Thế còn xuất trong PHP thì ta sử dụng một cái số cái khác. Trong JavaScript thì nó cũng có nhiều, rất là nhiều cách xuất, nhưng mà tôi vừa minh họa một số cái cách xuất, một cách xuất đúng không? Còn nếu mà chúng ta giới thiệu thêm một cái cách nữa cũng phổ biến. Ở đây chúng ta sẽ có một cái value bằng xuất để cho nhìn cho đẹp. Input ID bằng những kết quả chẳng hạn. Reroute viết chữ R vào đây được. Vậy thì thay vì on click chúng ta alert thì chúng ta lại dùng một cái khác. Copy cái này thay vào cái lệnh alert. Ở đây chúng ta sẽ thay cái A bằng cái R, chính là cái mới này. Chúng ta nhìn thấy nó xuất hiện thêm cái mới ở đây không? Và đồng thời chúng ta cho cái R, value của cái R đấy đó bằng cái B. À, thì bây giờ ví dụ như chúng ta cho là 7, chúng ta xuất thì nó ra 7. 16, bấm xuất thì nó ra 16. 35, bấm xuất, nó ra 35. Tức là cái lệnh đầu tiên
B bằng là bên trái là B, chúng ta gán cho nó một cái giá trị là bằng, nó lấy cái biến A ở cái ID này. Đấy, còn cái lệnh thứ hai thì lại khác, đúng không nào? Chúng ta nhìn hai cái lệnh này nó rất là khác biệt nhau. Và chúng ta thấy rằng đó, lệnh đủ nó là như này. Đây là lệnh gán đúng không? B bạn gán bằng cái đấy. Thế còn đây là lệnh xuất cái giá trị B ra. Đây là một cái dạng xuất khác. Đó, các bạn nhìn cái lệnh nó hơi khác. Thế còn tương tự ở trong PHP mà chúng ta muốn xuất thì chúng ta cũng có rất nhiều hàm, ví dụ như là e cho a, hoặc là một cái lệnh khác là print r a, hoặc là print a, tùy vào a là một cái mảng hay không, như lệnh hoặc là lệnh var. Thì nếu mà viết muốn viết PHP thì bạn phải làm như nào? Bạn hỏi những cái này, bạn lệnh đây bạn tự bạn chạy nhá. Ví dụ A bằng 6. Đấy. Trong PHP chúng ta phải viết thêm cái đô la ở đầu nữa. Sau đó chúng ta có thể e cho A. Thì nó sẽ xuất ra cái giá trị này. Nên ngoài e cho chúng ta có thể viết như thế này cũng được. Hoặc chúng ta có một cái lệnh khác là bỏ các lệnh đi, không dùng e cho, chúng ta có thể print hoặc là và đồng. Tất nhiên những cái lệnh này nó hơi khác nhau một chút, ví dụ như là lệnh va đâm thì nó rất là đa dạng, tôi khuyến khích các bạn nên dùng, nó sẽ đưa ra cả kiểu biến rồi thì cả mảng vân vân. Còn print thì print giờ nó mới ra được mảng, còn e cho thì nó chỉ giới hạn thôi. Thì các cái lệnh này thì bạn đã tự tìm hiểu thêm, nhưng mà đây là những cái kiến thức cơ bản nhất về một số cái định dạng, số cái cách để mà chúng ta xuất ra trong PHP. Trong đó cái lệnh var là lệnh mạnh nhất và cũng thường được những người lập trình viên chuyên nghiệp dùng. Thế thì còn trong C chẳng hạn, nó sẽ có lệnh khác, ví dụ như là printf đó, printf các bạn có thể Google đã lấy được những cái đoạn đây, tôi lấy ví dụ như cái trường hợp này. Đó, ví dụ như ở đây trường hợp này nó in ra rất là nhiều thứ, đúng không? Đây là một cái trường hợp điển hình. Thế thì ở đây để mà dùng, tôi muốn nhắc lại một chút về cái vấn đề mà các cái hàm mà có sẵn trước khi mà ta đi vào cái vấn đề nhập xuất, thì tôi quên không nhắc một vấn đề là vấn đề về hàm có sẵn. Đấy, hay còn gọi là vấn đề về built-in function. Hàm có sẵn thì ở đây chúng ta cũng lưu ý là một số cái ngôn ngữ thì không cần phải làm gì, nhưng mà một số cái ngôn ngữ chúng ta phải, ví dụ như là không cần khai báo này. Ví dụ như trong JavaScript hoặc là trong PHP chúng ta cứ dùng hàm có sẵn thôi, không phải khai báo cái gì cả. Thế nhưng mà trong một số cái ngôn ngữ khác, ví dụ như ngôn ngữ C chẳng hạn, là chúng ta phải khai báo. À, ví dụ như C hoặc là Java hoặc là C#. Thế thì ở đây chúng ta phải khai báo trước khi nhập xuất, tôi phải
JavaScript thì không cần phải báo này. PHP cũng vậy. Đấy, thế nhưng mà như là C# hoặc là C hoặc Java, C cộng cộng là đều phải khai báo hết. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy là trong C thì chúng ta phải include stdinout.h, phải có cái dòng lệnh này ở đầu thì nó mới chạy được. Đó. Còn tất nhiên đấy là hàm có sẵn, còn đối với những cái hàm mà do người khác viết thì tất cả mọi ngôn ngữ như JavaScript, PHP, C đều phải khai báo hết. Đều phải khai báo. Đây là với hàm có sẵn thôi. Trong JavaScript, PHP chúng ta không cần phải khai báo cái thư viện gì, chúng ta vẫn có thể đọc từ mình chúng ta đi mình ID được. Trong PHP không cần khai báo gì vẫn có thể e cho được, nhưng mà trong C mà không khai báo cái dòng đầu này thì chúng ta không thể scanf hay printf được. Đấy, C cộng cộng chúng ta còn có lệnh là lệnh cin, cout và một số các lệnh khác. Thì đó là một số vấn đề cơ bản của biến. Thế thì biến thì nó có những cái giá trị, ví dụ a bằng 1, a bằng học từ đầu. Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy là trong các cái ngôn ngữ lập trình thì nó sẽ phân ra làm các cái kiểu giá trị, ví dụ như kiểu số. Kiểu số thì có số nguyên là những cái số ví dụ như là trừ 1, trừ 5, 1, 2, 3, nguyên thì hoặc là nguyên dương, nguyên âm, nguyên dương thì chỉ là số dương thôi. Hoặc số thập phân ví dụ như 2,38, hoặc là số thực ví dụ như cái số mà không phải dạng thập phân, thì đây là cái kiến thức về mặt toán học thôi. Tất nhiên trong máy tính thì nó không thể biểu diễn số thực như là trong toán học được, nhưng nó sẽ mô phỏng gần giống như thế, cho nên chúng ta không phải quan tâm nhiều lắm. Thế còn kiểu chữ. Đấy. Kiểu chữ là tập hợp những cái ký tự mà chúng ta nhìn thấy trên bàn phím. Tất nhiên có một số cái ngôn ngữ khác, ví dụ như ngôn ngữ Pascal hoặc C chẳng hạn, thì có thể bao gồm số ký tự không nhìn thấy, thậm chí ký tự biểu diễn tiếng bíp chẳng hạn. Thế thì ở đây chúng ta tạm phân biệt kiểu chữ là bao gồm kiểu ký tự và kiểu chuỗi. Ký tự tức là một cái nào đó thôi, ví dụ như A hoặc là B thôi. Thế còn kiểu chuỗi thì ở đây có thể là A cũng thể là chuỗi gồm một ký tự nhưng mà có AA đấy, hoặc là chuỗi hai ký tự, hoặc là học từ đầu là chuỗi gồm có 8 ký tự đấy, đây là những cái chuỗi, hoặc là học từ đầu chấm com chấm than, đây là một cái chuỗi mà bao gồm cả những cái dấu chấm và dấu chấm than, cũng là những ký tự nhìn thấy trên bàn phím. Thì tất nhiên đây là cách định nghĩa nôm na thôi để cho những bạn mới học lập trình hiểu được. Thì đấy là hai cái kiểu giá trị phổ biến nhất. Thì trong những cái ngôn ngữ như là ngôn ngữ JavaScript và trong cái ngôn ngữ PHP thì chúng ta có thể được sử dụng lung tung, tức là đây chúng ta không định kiểu. Cũng như đầu tiên chúng ta gán A bằng 1, tí nữa chúng ta gán A bằng học từ đầu thì cũng không sao cả. Đấy. Trong đây nó lưu ý là trong PHP thì phải thêm đô la vào đầu nhé. Xong C thì không cần thiết. Đấy, và trong cái lệnh này cũng không đặc trưng lắm, tôi phải tìm cái lệnh đặc trưng hơn. Ví dụ printfer này thì không tốt lắm. Tìm một lệnh printfer khác một chút cho các bạn. Nó điển hình hơn. Chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái ngôn ngữ. Đây chẳng hạn lệnh printfer là gì, nó bao gồm 3 biến, 4 biến đúng không nào. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ in một biến thôi, cắt cái đoạn đi, bạn thấy là nó sẽ ngắn hơn. Ví dụ như chúng ta chỉ in ra cái ngày thôi đó, thế thì chúng ta sẽ có thể không cần dùng cái lệnh này được. Ngày nhá, ngày thì chúng ta sẽ là phần trăm d. À, có thể cái channel này cũng được hoặc bỏ đi cũng được.
Thế là để in ra dấu xuống dòng thôi. Và cái đây. Đó. Hoặc là chúng ta có thể viết là A. Đó. Nếu mà chúng ta muốn in ra biến A chúng ta viết như thế này. Ở đây là trong PHP, đây là trong C. Thế còn với những cái, tất cả những cái ngôn ngữ khác thì tôi sẽ minh họa sau ở trong cái đường link. Tôi sẽ chia sẻ cái đường link lên mạng. Và tôi sẽ gửi cho các bạn nào có mối quan tâm. Tôi sẽ minh họa những cái ngôn ngữ khác sau, nhưng mà đại khái các ngôn ngữ nó cũng lá lá nhau cả thôi. Đây tôi chỉ dùng những ngôn ngữ điển hình nhất, hoặc là như Pascal chẳng hạn, nó lại là Rylan. Rylan hay là Rylan gì đó. Này, lại như thế này. Bạn có thể viết lệnh đơn giản là write. Đấy, A bằng phải A thì đấy là cái cách thể hiện với một ngôn ngữ nó khác nhau một chút. PHP cũng có thể dùng lệnh giống hệt như C, là có số lệnh trong PHP nó giống như C. Các bạn có thể thử được cái lệnh này, thử xem. Phần trăm D, nhưng mà cái này phải đô la, bởi vì trong PHP bắt phải có đô la. Đấy là một số cái kiểu dữ liệu thường gặp. Tất nhiên còn nhiều cái kiểu dữ liệu khác, nhưng mà cái kiểu này là kiểu phổ biến nhất mà bạn thường gặp khi lập trình. Số thì chúng ta có thể thực hiện các cái phép tính số học như là cộng trừ nhân chia được. Thế còn chuỗi thì chúng ta có thể làm những phép như là phép cắt chuỗi. Đấy, hoặc là ghép chuỗi. Ví dụ như AA chúng ta có thể cắt làm hai chuỗi. Hoặc là học từ đầu chúng ta có thể ghép thành, cắt thành chuỗi học cộng với chuỗi tu cộng với chuỗi đầu chấm com chẳng hạn. Hoặc chúng ta có thể ghép hai chuỗi, chuỗi học từ đầu và chuỗi chấm com thành một chuỗi. Thì cái phép toán với chuỗi thì thường dùng các cái hàm có sẵn, thì tôi sẽ trình bày sau, vì phép toán với chuỗi sẽ thành bài học riêng vì nó rất là nhiều cái phép toán. Còn phép cộng trừ nhân chia chúng ta quen thuộc quá rồi đúng không? Đấy, thì chúng ta có thể ví dụ như vừa rồi đấy, ví dụ như là đây là một cái phép toán đúng không nào? Đấy, hoặc là có thể những phép toán phức tạp hơn, ví dụ như ở đây chúng ta có thể có phép toán là C bằng A cộng với B nhân với lại 5 chẳng hạn, như thế. Đây là phép toán nó phức tạp hơn. Đấy, thế thì chúng ta cần phải phân biệt một cái chuỗi với lại một cái tên biến nhá. Đó là chuỗi thì nó thường có cái dấu nháy ở đầu, ví dụ như là như thế này. Đấy, chúng ta viết học từ đầu như này thì là sai đúng không? Bởi vì đây không, nó sẽ hiểu là cái bên trái là một cái tên biến, và tên biến mà lại có dấu nháy ở đầu thì là sao. Chúng ta phải là phân biệt được những cái trường hợp đấy. Vì hoặc là ví dụ như 264 là một con số, nhưng mà nháy 264 có một hoặc hai dấu nháy, thì tùy từng cái ngôn ngữ nó sẽ có phân biệt rõ hai cái trường hợp này. Nhưng mà đối với lại ngôn ngữ như là PHP hoặc là JavaScript thì kiểu ký tự với kiểu chuỗi nó là một thôi, và có thể dùng nháy nào cũng được, nhưng mà một số ngôn ngữ khác nó có thể phân biệt hai cái kiểu này. Đấy, thì tôi muốn nói về khái niệm đầu tiên trong lập trình đó, là có rất nhiều bạn, đây là bài học cơ bản thôi nhưng mà rất nhiều bạn sai. Lỗi liên quan đến biến này, không phân biệt được tên biến và giá trị. À, tức là có nhiều bạn nó không phân biệt được ba cái này khác nhau như nào, a và a. Ví dụ như một số ngôn ngữ như JavaScript và PHP thì a là một cái tên biến, còn cái này là một cái chuỗi có cái giá trị là a. Đấy, nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta viết b bằng a thì đúng không nào, nhưng mà chúng ta viết b như này chẳng hạn bằng a thì lại là sai.
Đấy, hoặc là tương tự có nhiều bạn là in ra xin chào chẳng hạn, thì trong bạn viết như này. Đấy, thế thì nó liên quan đến cái việc cái lỗi thứ hai. Đó là vấn đề mà chúng ta in ra một cái biến chưa khai báo hoặc chưa có giá trị. Ví dụ như chúng ta alert ra cái xin chào. Đấy, hoặc là alert ra xin chào. Hai loại đều sai cả. Nó sẽ báo lỗi. Phải không nào? Tôi ví dụ nha để các bạn thấy nó sẽ báo lỗi. Đó, bạn nhìn thấy có cái dấu đỏ ở đây nó báo báo lỗi. Đấy nhá, tôi refresh lại trang web nhá. Bạn thấy đỏ này, và mở cái Euro Console, tức là chúng ta có thể bấm vào cái hình này hoặc là chúng ta vào tool này, chọn Euro Console hoặc ấn Ctrl Shift Z. Nó sẽ ra cái báo lỗi và chúng ta nhìn thấy là chào is not defined, tức là chúng ta chưa định nghĩa cái biến chào. Tức là sao? Tức là đây nó thuộc về cái lỗi thường gặp này, đó là lỗi chưa định nghĩa cái xin chào hoặc là đó. Nếu mà bây giờ chúng ta alert ra xin chào nó cũng báo lỗi ngay. Nó sẽ báo lỗi là chưa định nghĩa cái xin chào đó. Đó, xin chào is not defined, tức là chúng ta chưa định nghĩa. Thế là nó sẽ bị báo. Báo lỗi. Đó là not defined, là cái lỗi thường gặp nhất. Tức là chưa được định nghĩa cái biến đó. Thì tại sao nếu mà chúng ta thêm cái dấu nháy thì nó lại được luôn? Đó, đó là một cách. Bởi vì thêm dấu nháy nó không phải in ra một cái biến nữa mà nó lại in ra một cái giá trị. Đó thì nó được ngay. Nó không báo lỗi vào đây nó như nào. Đấy, hoặc một cái cách khác, nếu như chúng ta không muốn vẫn thêm dấu nháy và chúng ta vẫn muốn in ra xin chào được, chúng ta phải định nghĩa xin chào là một cái biến. Ví dụ xin chào bằng xin chào. Đó thì nó mới được. Hoặc là xin chào bằng học từ đầu.com chẳng hạn. Thế thì mặc dù chúng ta alert ra xin chào nhưng mà ở đây nó sẽ alert ra là học từ đầu.com. Tại sao? Bởi vì đây xin chào là một cái tên biến, mà tên biến chúng ta thích đặt là gì cũng được, miễn là nó đừng vi phạm cái quy tắc mà đã đặt ra ở đầu. Đấy, tức là không có dấu cách vân vân. Đấy, cho nên là những cái cách này là sai nhá. Nếu mà chúng ta viết đúng thì chúng ta phải một sửa lỗi. Thì một là chúng ta đặt tên biến đúng này. Gán giá trị cho biến. Ví dụ như chúng ta sẽ alert xin chào. Nhưng mà trước đó chúng ta phải thêm cho nó một cái lệnh ở trên, đúng không? Hoặc xin chào có thể bằng 1 chẳng hạn, hoặc bằng cái gì đó thì nó sẽ alert ra 1. Và chúng ta cũng không nên đặt những cái biến có nghĩa vụ. Thường chúng ta nên đặt những cái gì đấy nó có nghĩa tốt hơn một chút. Ví dụ như là cái này là số người truy cập web chẳng hạn, chúng ta nên đặt như này. Số người truy cập. Đó, thì nó dễ nhớ hơn. Còn cái biến tên là xin chào từ thỏ bé giờ tôi cũng chưa thấy ai đặt. Đặt chỉ để minh họa là biến tên là xin chào cũng được. Đặt tên biến tên là học từ đầu cũng được. Thế nhưng mà đặt biến tên là học từ đầu.com thì có thể là không được vì nó không chấp nhận cái dấu chấm. Nhưng mà chúng ta đặt tên biến nói chung là nó phải dễ hiểu một chút. Nếu số người truy cập hoặc cái gì đó nó sẽ là một cái giá trị có thể thay đổi được. Thì đây là chính là cái bài trình bày đầu tiên của biến.